Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em một số cái quỹ mà chúng ta không cần phải pass được 10% trong một tháng. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của VN Replay. Thì mình đang còn canh cái kèo EZ này á, thì mình nhớ đến là hôm trước có hứa với anh em là sẽ lên một cái video để giới thiệu về những cái quỹ giao dịch mà chúng ta không cần phải pass được 10% trong phi một. Do lần trước á, mình chia sẻ là những cái vấn đề về quỹ và trader là có một cái hình thức là thi hộ, nó ảnh hưởng đến quỹ như thế nào và quỹ đang cấm cái hình thức đó. Thì có nhiều anh em inbox mình nó hỏi là tại vì cái hệ thống giao dịch của anh em mặc dù là có lợi nhuận nhưng mà để pass được 10% trong phi một thì nó hơi khó, cho nên là anh em phải cần đến dịch vụ thi hộ. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em một số cái quỹ mà chúng ta không cần phải pass được 10% trong một tháng nhưng mà vẫn có khả năng nhận được những cái số vốn rất là lớn ha. Ok, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào video ngày hôm nay. Thì quỹ đầu tiên mình muốn giới thiệu với anh em đó chính là cái tài khoản Rabbit Account của MFF. Thì như anh em đã biết á, thì MFF nó có cái tài khoản là Evaluation á, thì chúng ta phải pass được 8% trong phase 1 và 4% trong phase 2 đúng không? Thì ở đây á, nếu như anh em không đủ khả năng để pass được cái quỹ đó thì MFF nó có một cái tài khoản khác, đó chính là Rabbit. Thì Rabbit á, nó sẽ cho anh em một cái số vốn ngay từ ban đầu luôn, anh em không cần phải thi. Thì ví dụ như với 10.000 đô thì anh em phải nạp vào là 99 đô thì anh em sẽ nhận luôn tài khoản 10.000 đó. Và nó không có target gì hết, không target gì hết anh em ha. Và số anh em sẽ nhận là nhiều 12% profit mà anh em nhận được. Ví dụ như anh em có tài khoản 10.000, anh em đánh lợi nhuận được 1.000 đô thì anh em sẽ nhận được là 120 đô đó. Và anh em có thể rút, nếu như một tuần anh em rút một lần, có thể rút một tuần một lần ha. Và với yêu cầu tối thiểu là một tuần đó anh em phải đánh ít nhất là 3 lệnh đó. Ồ, không, một tuần phải đánh ít nhất là 3 ngày, 3 ngày một tuần thì anh em sẽ rút được 12% trên tổng số lợi nhuận đó. Thì cái tài khoản này anh em sẽ không cần phải thi, anh em chỉ cần nạp tiền vô và anh em sẽ nhận được tiền từ cái quỹ và anh em đánh thôi. Ok ha. Ok anh em, và cái quỹ tiếp theo mình muốn review cho anh em á, đó chính là quỹ The Fire. Thì cái quỹ này nó rất là uy tín và anh em có khả năng up được cái số vốn của anh em lên đến là 4 triệu đô anh em ha. Thì ở đây á, nó có 3 loại tài khoản là Bootcamp, Instant và Highstack. Thì mình sẽ review cho anh em xem cái đầu tiên là cái Bootcamp. Thì cái Bootcamp này á, anh em sẽ có cơ hội là nhận được 100.000 hoặc là 250.000 đô. Với cái phí ban đầu á, anh em sẽ bỏ vô, nếu như anh em muốn nhận tài khoản 100.000 đô thì anh em sẽ bỏ vô là 95 euro. Còn muốn nhận 250.000 đô á, sẽ nhận là 200, sẽ đóng vào là 225 đô ha. Rồi tiếp theo, tiếp theo nè, anh em phải vượt qua là 3 cái challenge của nó. Đầu tiên là đòn 7, chúng ta sẽ được sử dụng là 1-10 1-10 anh em ha. Và không có giới hạn ngày trade nè, no minimum day đó. Maximum á, maximum để anh em pass được 3 cái challenge này á là 12 tháng đó. Trong khi những cái quỹ khác á là 1 tháng cho phase 1 đúng không, và 2 tháng cho phase 2, tổng là 3 tháng, thì anh em sẽ thấy là khó. Nhưng mà ở đây nó cho anh em tới 12 tháng là 1 năm đó. Và khi mà anh em nhận cái, khi mà anh em đóng tiền vô, anh em nhận được một cái tài khoản là 25.000, yêu cầu là anh em phải pass được là 6% 6% ha. Max loss là 5%. Sau khi anh em vượt qua được cái challenge 1 sẽ đến cái challenge 2. Challenge 2 nó nâng lên 50.000 và anh em vẫn phải đạt lợi nhuận là 6%. Max loss của anh em là 5%. Sau khi pass challenge 2 xong, anh em sẽ bước qua challenge 3 là anh em nạp vào 7, là anh em nó cấp cho anh em tài khoản 75.000. Profit của anh em là yêu cầu là 4.500 và maximum loss là 3.750. Sau khi anh em pass xong 3 cái challenge này thì anh em phải nạp tiếp vô. Ví dụ như anh em chọn là khoảng 100.000 đúng không? Đầu tiên anh em đóng 95 đô rồi, sau đó anh em sẽ nạp tiếp vào là 205 đô nữa, thì anh em sẽ nhận cái tài khoản là 100.000 đô. Hoặc là ban đầu anh em đóng 225 đô rồi, thì bây giờ anh em sẽ đóng thêm là 350 đô nữa, thì anh em sẽ nhận luôn cái tài khoản là 250.000 đô đó.
Và khi mà anh em nhận xong cái tài khoản 100.000 hoặc là 250.000 đô á, thì cái lộ trình tăng tiến tài khoản của anh em nè, khi anh em đạt đủ 5% profit đó, nó sẽ tích lũy lên cho anh em. Khi mà anh em đạt 5% profit nè, thì nó sẽ chia là 50-50 đúng không? Sau đó bước đến 125.000 thì nó chia 75-25. Rồi từ từ nó sẽ tăng lên và anh em có cơ hội up đến 4 triệu đô anh em ha. 4 triệu đô á. Và ở đây là anh em sẽ được chia là 100% luôn anh em. 100% lợi nhuận luôn. Thì có nghĩa là sao? Những cái quỹ như là FTMO á, tối đa của nó chỉ cấp cho anh em là 400.000 thôi, nhưng mà cái quỹ này á, tối đa nó cấp cho anh em là 4 triệu đô, rất là lớn ha. Đó. Và cái thời gian mà anh em thi á là tới 12 tháng rồi. Đó, anh em đừng có không bị áp lực về thời gian như những cái quỹ FTMO hoặc là FFF. Một cái là tài khoản nữa là tài khoản Instant Funding. Thì cái tài khoản này á, anh em phải nạp vô là 260 đô để nhận được là 10.000 ha, nhưng mà nó cấp là bắt bước đầu nó cấp cho anh em là 5.000. Rồi anh em sẽ đánh ở đây, ở dưới đây nó có giải thích rất là rõ ràng à. Đó. Ví dụ như anh em nạp vô lần khoảng 10.000 thì ban đầu anh em sẽ được cầm 5.000 thôi. Target của chúng ta, target của anh em là 500 đô là 10%. Nhưng mà nó không có giới hạn thời gian trade ha. Và anh em được payout là 50% trên cái tổng là 200, trên tổng là 500 đô đó, thì nó sẽ được là 250 đô và bonus thêm 15 đô nữa. Thì anh em sẽ bước đến cái vòng 2. Đó, vòng 2 thì nó cho anh em lên 10.000. 10.000 thì anh em vẫn giao dịch như vậy, nhưng lúc này payout là 75% rồi, bonus là thêm 50 đô. Sau khi bắt xong level 2, anh em sẽ bước tới level 3. Level 3 thì lên là 20.000, target yêu cầu là 2.000, payout 75%, bonus 100 đô. Cho tới khi anh em bắt được tổng hết là 10 level thì anh em sẽ up lên được 4 triệu đô, anh em thấy không? 4 triệu đô. Và lúc này không còn target nữa, payout 100% luôn. Đó. Đó chính là cái tài khoản Instant ha. Instant thì anh em không cần phải thi, anh em nạp vô, anh em lấy tài khoản và anh em đánh. Đó, đánh đủ cái yêu cầu của nó thì nó up level từ từ lên tới level 10 luôn. Đó. Ok anh em ha. Còn nếu như anh em bắt đầu từ tài khoản 40.000 thì anh em sẽ chỉ cần up 8 level thôi là anh em đã được 4 triệu đô rồi, anh em không cần phải đi từ level 1 như cái hàng 10.000 này. Đó. Nó nhanh hơn. Mà số tiền anh em bỏ vô phải nhiều hơn. Anh em phải bỏ vô là 850 đô để bắt đầu với cái tài khoản là 20.000. Đó, và anh em đánh lên. Thì yêu cầu của nó là target là 10%, stop out level là 6%, daily rolldown cho ngày là 3%, và thời gian để anh em up lên một level là 12 tháng. Đó, thời gian anh em rất là thoải mái. Ok ha. Thì đó chính là hai cái quỹ mà mình muốn review cho anh em. Nếu như anh em cảm thấy là khả năng mình đánh á, mình có thể kiếm được 3-4% một tháng, không tới được 10% ha. Nhưng thì anh em chọn những cái loại quỹ này nè, nó chỉ yêu cầu anh em là nhiêu 10%, nhưng mà cho anh em tới 12 tháng lận, thì chia ra một tháng anh em chỉ cần đánh 1% thôi là anh em có thể up tài khoản lên liên tục. Đó. Thì nó sẽ dễ hơn là không bị áp lực về thời gian ha. Và cái khả năng up lên tới 4 triệu đô là rất lớn anh em ha. 4 triệu đô là gấp 10 lần cái tài khoản của FTMO. Đó. Thì mình nghĩ là nếu như anh em thấy cái hệ thống dịch của mình ổn định nhưng lợi nhuận không cao, thì anh em có thể chọn những cái quỹ này ha. Ok, thì đó chính là tổng về cái review về hai cái quỹ mình cảm thấy phù hợp với những anh em mà có cái chiến lược giao dịch dài hạn như là swing trade á, hoặc là những anh em nào có cái hệ thống giao dịch không có lợi nhuận cao nhưng mà ổn định đều đặn, thì anh em nên chọn những cái loại tài khoản này, nó rất là tốt và khả năng thăng tiến vốn của nó cực kỳ cao ha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video hôm nay và hẹn gặp lại anh em.